em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái mẫu sản phẩm đấy, ngày hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều luôn quý vị nhé. Đấy, ấm uống nước hiệu Cucu cho quý vị bà con hoặc mình rồi, một cái thương hiệu cực kỳ là xịn sò và đẹp quý vị nhé. Đây là cái mẫu ấm thủy tinh trong suốt này, thủy tinh trong suốt nhá, có viền đèn led bao quanh như này, hiệu Cucu và dung tích của nó là 2 lít quý vị nhé. Dung tích của nó 2 lít đấy, tay cầm mà và nói chung là để cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá, bao đẹp bao xịn sò cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có 135.000 nhá. 135.000 một cái sản phẩm, một cái ấm nước Cucu như này. Đấy, rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái siêu phẩm quý vị nhá. Đây là một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cho em nhá. Nên nhớ hàng liên doanh Việt Nhật, xài điện 220. Đấy, máy cầm rất chi là đầm tay luôn quý vị ơi, máy tay cực kỳ đầm tay luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Thang ngoài này dễ thay thế cho em nhé, thang ngoài dễ thay thế, dễ kiểm tra cho em này, và có lọc bùi này. Đấy, có lọc bùi khi mình làm ấy, mình rút cái này ra để mình lọc bùi thôi này. Công tắc đuôi chuột quý vị nhé, công tắc đuôi chuột cho em này, hàng cực kỳ là ok. Đấy quý vị nhé, bây giờ em sẽ khởi động lên cho quý vị cùng nghe nhé. Em nhé, đầm tay cực kỳ là sướng luôn quý vị nhé. Công trình gia đình chị em bao tức cho quý anh chị em bà con hoặc mình, và em đã mở ra cho quý vị bà con hoặc mình cùng xem này. Đấy, cái sản phẩm cái rô của nó nhé, rô của nó chịu nhá, dây đồng là 100% rồi. Đấy, cổ góp rất chi là dày quý vị nhé, cái cổ góp này rất chi là dày này, và đan dây rất chi là đan dây này, độ keo rất chi là kỳ càng nhá. Rồi, hàng này thì em bao cho tất cả các anh em bà con hoặc mình ấy trên chuyển công trình thoải mái cho em nhá. Rồi, đầu của nó là nhôm đúc này, tuyệt vời chưa, cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, bảo vệ bụi này, bảo vệ bọc bụi, bảo vệ bụi cực kỳ ok. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có 235.000. Cái giá này là hết cốt rồi quý vị nhá, cực kỳ ok rồi cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, quý anh chị em bà con mình quan tâm thì ở em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Rồi, lên cái sản phẩm visa quý vị nhé. Đây, lên tiếp cho mình cái sản phẩm visa cao cấp này quý vị nhé. Đây là sản phẩm visa bò cho em nhé. Visa bò nó có nhiều ngăn luôn. Đây, ngăn tiền, ngăn nói chung là hàng cực kỳ là xịn sò nhé. 3 ngăn nhé. Túi to, túi nhỏ đầy đủ hết. Thẻ ATM, giấy chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước công dân có đầy đủ hết quý vị nhé. Rồi, cái màu này là da bò cao cấp cực kỳ là xịn sò cho quý vị nhé. Rồi, em ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 85.000 nhá. Và bây giờ em sẽ test luôn cái da của nó xịn sò đến mức độ nào quý vị nhá. Rồi, em sẽ đốt lửa thử nhá. Đây, đốt lửa này, đốt lửa không cháy luôn quý vị nhá, đốt lửa không cháy cho quý vị này, nhìn thấy chưa. Rồi, da bò thực sự luôn quý vị nhá, cực kỳ là cao cấp và xịn sò như này. Đây, quý vị nhìn thấy chưa, cực kỳ là đã luôn. Đấy, đốt rất kỳ là lâu. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, không hề không bị quẹo, không bị gì hết luôn quý vị nhá. Đấy, nó càng bóng da thêm thì có. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Rồi, với giá chỉ có 85.000 nhé, 85.000. Đấy, rất kỳ là xịn sò như này. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu thì alo vào số hotline trên màn hình nhá. Tiếp đến là cái sản phẩm nữa là một cái sản phẩm đuôi đèn nhá, đuôi đèn và còn kèm dây. Dây thì 5,5 m cho em này, dây này là 5,5 m. Đuôi đèn có công tắc quý vị nhá, đuôi đèn có công tắc này. Đấy, đuôi đèn có công tắc nhá, bóng 20W cho em, bóng 12W cho em nhá. Sell cho mình với giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 một bộ như này. Đấy, ok chưa? Về chỉ có dăng đi là găm là đỏ thôi quý vị nhá. Có công tắc luôn, cực kỳ ok. Rồi, với giá chỉ có 60.000 nhá, 60.000 thôi. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình là một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu máy cưa lòng này. Đấy, mẫu cưa lòng hàng mắc tân quý vị nhá. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật cho em. Đấy, hàng này là bao chất lượng, bao xịn sò quý vị nhá. Rồi, cái con này thì công suất của nó là 550W này. Này, cưa lòng mà cưa lòng mà 550W là khỏe rồi quý vị nhé, cực kỳ là ok. Thì máy theo kèm của nó là một cặp chỗ thang này và một cái lưỡi tặng kèm theo máy nhá. Ngày hôm nay em sẽ sell xả cái lô hàng này với giá chỉ có 280.000 thôi, 280.000 quý vị nhá, giá là quá yêu thương. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một kéo cắt, cái mẫu kéo cắt cần hàng cao cấp cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, thép này, cái mẫu này thì thép CRV siêu cứng nhá, và SK5 này, cái màu S này, thẹp SK5 quý vị nhé, da Japan này, cực kỳ là ngon luôn. Hàng này là không bị gì rét luôn quý vị nhé. Và đặc biệt cái màu này nó thiết kế cái tay cầm ấy là nó xéo xéo, nó vừa khít với cái tay mình cầm nhá. Đấy, vừa thì cái tay cầm mình cầm là nó làm rất là êm tay, không làm mình đau tay quý vị nhé. Đấy, nó cầm lâu
làm lâu á không bị chảy tay trước tay nhé, hay là cực kỳ là êm tay như này, có khuy gài đầy đủ cho quý vị bà con bạc mình nhé. Tặng kèm thêm một lò xo, tặng kèm thêm một lò xo để khi mình thay thế quý vị nhé. Thì một cái mẫu hàng cao cấp như này hiện tại bên em đang thanh lý với giá chỉ có 50.000 nhé, 50.000 một cái thôi. Hãy quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé, cho quý vị nhé, hàng cao cấp luôn, hàng ken top quý vị nhé. Rồi 14 này, 16 này, 18 này nhá, 20, 22, 25 và 27, 30, 32 và 35 quý vị nhá. Đấy, có rất nhiều size như này, rất nhiều size quý vị nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho mình với giá chỉ có 15.000 một cái nhá. Đấy, đồng giá luôn quý vị ơi, em bán đồng giá luôn nhá. 15.000 một cái mũi khoét như này thì quý vị nhìn như nào. Đấy, hàng ken top cao cấp quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn luôn. 15.000 một cái quý vị nhá. Rồi từ 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32 và 35 quý vị nhá. Đấy, có nhiều size như này quý vị lựa chọn nhá. Tiếp đến là cho mình nữa là một cái màu chì hàng và kèm theo một hộp nhựa thông. Đấy, nó gói gọn, nó nằm trên năm này, một hộp đấy rất là đẹp như này. Chì hàng kèm nhựa thông nhá, 30.000 thôi, về giá chỉ có 30.000 thôi nhá. Cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến là cái màu cà lê đa năng gồm có hai cây nhá. Mình mở lớn nhất là 32 cho em, mở lớn nhất 32. Còn cái này đầu lớn đầu nhỏ là nói chung là mình mở tùy ý nhá, mình mở tùy ý mình. Mình càng siết thì nó càng chặt quý vị nhá. Cà lê đa năng gồm có hai cây, 75.000 nha nhá. Em bán combo gồm có hai cây, 75.000. Đấy, nó từ 8 tới 32 nhá, từ 8 đến 32 mm là nhất được. Ok cho em. Rồi đến cho mình nữa là một cái màu bồ mùi khoẹt nhá. Bồ này là mùi khoẹt, có thể là mình khoẹt âm gỗ nhá. Đấy, mùi khoẹt âm gỗ cho em này. Đấy, đây là cái mẫu này là phi 10 quý vị nhá. Vừa mùi khoang này, rồi một cái đầu này để mình khuyên xuyên nhá. Xuyên là con cái đầu âm, cái đầu ấy, âm cái đầu mụ của nó ấy. Đấy, là một dùng mình dùng để cái mùi này nhá. Cái màu này là phi 10 cho em. Đấy, nó chỉ có độc phi 10 thôi. Phi 10 nhá, 25.000 một cái cho em này. Với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. Còn mua ai mua nguyên hộp 5 cây là 101 quý vị nhá. 5 cây 110.000. Đấy, còn một cây 25.000. Giá mình là siêu rẻ, siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến cho mình nữa là lề cửa nhá. Lề cửa thì mà lề cửa mở tự động này. Đấy. Mở ra là có lò xo nó trả lại nhé, một cái lề bằng lề đấy, mình mở ra là nó sẽ tự đóng lại cho mình. Lề cửa cho quý vị nhé, 35.000 một cái thôi, với giá chỉ có 35.000. còn bác nào muốn dùng lề hơi, lề hơi cho các cái tủ văn phòng này hay là tủ bếp này thì dùng cái lề hơi này nhé. Lề hơi này thì với giá chỉ có 10.000 một cái thôi. Lề hơi 10.000 một cái quý vị nhé, siêu rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Dây đai an toàn này, mẫu này là dây đai an toàn này, mình leo trèo trên cao nhá, mình mắc lại để cho nó an toàn cho bản thân cơ thể của mình. Đấy, an toàn cho để có sự yên tâm của người thân của mình nhá. Khi mình leo trèo lên cao với giá chỉ có 150.000 nhá, với giá chỉ có 150.000 thôi, siêu rẻ. Rồi tiếp đến là cho mình nữa là bác nào mà thường xuyên mình hay kéo hay là sử dụng di chuyển những cái vật mà khá nặng ấy thì mình có cái thiết kế cái rồng rọc quý vị nhá. Rồi lấy dây mà kéo cho nó khỏe quý vị nhá, lấy dây kéo thì cái này thì cái trọng lượng của nó là 200 kg nhé, mình kéo được 200 kg. Đấy, cái rồng rọc kéo quý vị nhé, 200 kg, em sale với giá chỉ còn 50.000 thôi, 30.000 quý vị nhé, với giá chỉ có 30.000 cái rồng rọc như này, giá mà là siêu rẻ luôn. Rồi tiếp đến là một cái đầu nữa, đầu này là đầu chuyên vịt nhé, đầu chuyên vịt hàng cực kỳ là ngon luôn. Đầu để chuyển vào bu lông, để lắp vào bu lông này, lắp vào bu lông xong mình chuyển qua chuyên vịt nhé, mình kẹp những cái ba ke này, bằng tôn này, đấy thì cực kỳ là ngon luôn. Sale giá chỉ có 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái thôi. 500 hàng quý vị nhé, 500 đây là cái kẹp mạt ấy, kẹp mạt 500. Kẹp mạt 500 cho quý vị với giá chỉ có 25.000 một cái nhé. Kẹp mạt 500 25.000 một cái thôi. Ok cho quý vị. Rồi, và đến cho mình nữa là một cái sản phẩm nữa là một cái bộ kìm mở phe quý vị nhé. Bộ kìm mở phe gồm có 4 cây, gồm có hai cây thẳng, hai cây cong. Hai cây thẳng và hai cây cong, hai cây mở ra và hai cây mở vào cho quý anh chị em bà con bạc mình nhé. Đấy, bóp có cây bóp ra bóp vào thì nó sẽ mở ra, có cây mà bóp vào thì bóp ra nó sẽ mở vào nhé, bóp thì nó sẽ đóng vào cho em. Đấy, khi mở phía cong và thẳng giống nhau nhé. Combo như vậy em sẽ sell cho mình 155.000 nhé, 155.000 một cái bộ như này, siêu rẻ rồi. Rồi kịp tiền là một cái mẫu lưỡi rìu quý vị nhé, mẫu rìu rìu cực kỳ là ok luôn. Đấy,
mình chặt cây này, chẻ cùi này, hay là chặt xương, chặt thịt cực kỳ là ngon. Lưỡi rìu của nó thì nó rơi vào tầm 6-7 phân gì đấy, 6-7 phân gì đấy quý vị nhé, rất là dài luôn, mình chặt cực kỳ là đạo luôn nhé. Đấy, hàng cực kỳ là ngon cho quý vị, có cản đầy đủ luôn. Sale với giá chỉ còn 150.000 nhé, 150.000, giá siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình nhá. Mình có thể quay cong queo như này được, đầu mềm quý vị nhé, không phải cần đầu cứng đơ đâu. Đấy, đầu mềm cho em này, chiếc chặt vào quý nhá, là mình có thể bóp bóp là cong queo là mình cũng bóp được đấy nhá. Đấy quý vị nhìn nhá, đây là bóp là nó ra thôi. Rồi, sale cho mình với giá chỉ còn 40.000 nhá, 40.000 một cái như này. Đầu bơm nhật nhá, bơm nhật, bình bơm nhật cho em, bình là bình bằng kim loại này, mình không phải bằng nhựa đâu quý vị nhá. Rồi, 40.000 một bình cho em, hàng về nhiều, số lượng cực kỳ nhiều quý vị ơi. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là một cái sản phẩm mà cái vị đánh rỉ quý vị nhá, vị đánh rỉ. Nó thì gồm có 5 cái nữa nhá, 5 cái chổi đánh rỉ cho em, một cái chổi nhọn này. Cái này mình có thể kẹp vào máy khoan quý vị nhá, kẹp vào máy khoan mình đánh tùy tất cả các loại. Đấy, to có, nhỏ có này, đầu chụp có này, dáng có này và chổi có này quý vị nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Rồi, sale cho mình với giá chỉ còn 55.000 một cái nhé, 55.000 một vị như này, 55.000 một vị thôi, giá mà là siêu rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, và đặc biệt ngày hôm nay hãy về cho mình một cái lô máy mài, cái vị này là vị đánh rỉ, đánh lắp vào máy mài khuôn quý vị nhé. Những cái thiết bị này quý vị hỏi rất là nhiều, bây giờ ngày hôm nay em mới kiếm ra được hàng ấy quý vị nhé. Rồi, gồm có 105 chi tiết cho quý vị bà con hoặc mình nhé, 105 chi tiết cho nó nằm trong một cái vị như này để lắp vào máy khoan, nói chung là máy khoan, máy mài, nói chung tất cả các cái loại, có thể mình mài này, mình đánh bóng này, rồi mình cắt này, những cái vị đã cắt nó nằm trong này quý vị nhé, rất nhiều như này. Sale cho mình giá chỉ có 65 thôi, 65.000 một vị nhé, 65.000 một vị này, rất là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái ke hàng nhé, ke hàng. Cái hàng thì cái hàng này là cái hàng dàn lớn quý vị nhé, cái hàng dàn lớn nha em này. Cái hàng này mình có thể 22 kg quý vị nhé. Đây, nó hít cái 500 á là 22 kg, trọng lượng nó hít được 22 kg cho quý vị. Nó cái ke góc dàn lớn quý vị nhé, đây là lớn bự cho em này, 65.000 một cái nhé, với xe xăng thì 65.000 thôi, 22 kg này, 65.000 nhé, rất chi là rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến là cái mẫu kim hàng, kim hàng thì kim hàng nó là kim hàng cán gỗ quý vị nhé, kim hàng cán gỗ chống nóng này, chống nóng này, cực kỳ là ngon luôn, không bị quẹo, không bị nóng luôn quý vị nhé, cực kỳ là đạo luôn. Kim hàng 600A cho em nhé, kim hàng 600A này, thanh lý với giá chỉ có 75.000 thôi, 75.000 một sản phẩm như này nhé, hàng cực kỳ là chất luôn. Hai cục đồng này to cho bà luôn quý vị nhé, kẹp cực kỳ là chắc chắn luôn, ăn ảnh luôn quý vị nhé. Rồi, bao xịn sò như này, 75.000 một cái nhé, 75.000 một cái thôi, rất là rẻ cho quý vị và bà con bạc mình. Tiếp đến nữa là cái màu thước cân bằng nhé, thước cân bằng, rồi nó gọi là thước Ligo ấy. Cái này nó có 500 quý vị nhé, có 500 mình có thể để vào sắt là nó sẽ hít được cho quý bà con hoặc mình này. Thước Ligo của em có gồm có hai loại nhé, một loại là 40 cm này, 40 nhé, 40, và một loại 60 cho em. 40 thì nó là 70.000 nhé, 40 là 70.000 cho em này, còn 60 là 85.000 cho em nhé, 60 là 80.000 cho em nhé, đấy 80 này. Đấy, thước dài 60 là 80.000 cho em nhé, còn 40 là 60.000 cho em. Đấy, rất là rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến là cái màu T. T là T 3 đầu cho em nhé. T 3 đầu gồm có 8, 10, 12 nhé, 8, 10, 12, 30.000 một cái thôi. Với giá chỉ có 30.000 một cái nhé quý vị nhé. Rồi, búa cao su, và đây là màu búa cao su. Búa cao su thì em đủ size quý vị nhé. Búa cao su thì em đủ size. Size nhỏ, size lớn, size bé, size vừa. Đấy, size nhỏ thì 25.000 nhé. Đấy, phi 25. Phi 25 là 25.000, còn phi 30 là 30.000 cho em. Phi 35 là 35.000, còn có một phi đờ lớn nữa là 35. 35 thì nó là 45.000 nhé. Đấy là size lớn nha em này. Nó rất nhiều size. Đấy, rất cho quý vị bà con hoặc mình. Đây sẽ để em mở cái size bự cho quý vị cùng xem luôn nha. Size bự đây. Đấy, size bự đây rồi nha. Rồi, một cái búa bự. Đấy, hai đầu quý vị nha. Búa gọi là búa cao su. Êm, đóng các cái vật liệu không bị mọp mẹo, không bị biến dạng nha quý vị nha. Rồi, cực kỳ là ok, quý vị và con bạc mình quan tâm đến màu nào thì ở em này. Rồi, tiếp đến là lên sale cho mình cái giá cái màu sản phẩm này là dao nhé, dao thái cây, dao thái này, dao thái 35.000 một cây thôi, hàng cực kỳ chất kỳ, quý vị nhìn thấy nhé, cực siêu đẹp luôn nhé, 35.000 nhé, với giá chỉ có 35.000 thôi. Rồi, tiếp đến là cái ổ khóa cho mình nhé, ổ khóa đầu rồng nhé. Ổ khóa này thì nó là 50
50 nhá, ổ khóa 50. Đấy, cái đường kính của nó là 50 mm cho em nhé, 50 mm. Đây đầu khóa, ổ khóa đầu hộ cho em nhé, một thanh lý với giá 101 thôi. Giá 101 quý vị nhé, giá 101 rất chi là rẻ cho quý vị bà con mặc mình. Rồi tiếp đến cho mình nữa là cái sản phẩm kéo các cành trên cao nhé, kéo các cành trên cao. Này cái màu kéo các cành trên cao này thì 150.000 nhá. Anh nào hai chế độ quý vị nhé, vừa cắt vừa cưa luôn, có lưỡi cưa mình lắp vào nhé, mình vừa cắt vừa cưa về cho vào cạn vào là mình giật thôi, rất chi là ok. 150.000 cho em nhé. Rồi tiếp đến là keo vá tường này ha. Keo vá tường này thì bác nhào nhà nào mà sơn mà bị bong ấy thì trích cái này vào ấy, cực kỳ là chắc chắn luôn quý vị nhá. 25.000 một lò. Còn thông cống này ấy, lò thông cống, thông bồn cầu, thông cống nhá, hay tắc nhạc thì đổ cái này vào cho nó sùi bọt, nó phân hủy quý vị nhá. Vậy chỉ có 20.000 một củ nhá, 20.000 một củ thôi. Đèn giọt lề này ấy, đèn hai màu nhá, màu vàng màu xanh, màu vàng và bảy màu cho em với giá chỉ có 75.000 thôi. 75.000 một sản phẩm nhá. Rồi tiếp bên là bếp phòng ngoài cho em nhé. Bếp phòng ngoài thì nó không kén nồi đâu, bếp phòng ngoài không kén nồi đâu quý vị nhé, hàng cực kỳ là chất luôn. Thanh lý cho mình với giá chỉ có 450 thôi, với giá 450 thôi nhé, cực giá siêu rẻ. Rồi tiếp đến cho mình là cái sản phẩm mà vòi xịt nhé, vòi xịt ngay để lắp vào cái ống nước ấy, lắp vào ống nước nhà mình ấy. Rồi vòi xịt 100.000 nhé, để tăng áp cái lượng nước của mình lên. Đấy, với giá chỉ có 100.000 một vị nhá. Rồi sống xịt, sống xịt này thì của máy rửa xe nhá, và sống xịt của máy rửa xe xài điện là cái này bên em, cái này thanh lý với giá chỉ có 95 thôi, với giá 95 cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi ok nhá, lên thanh lý tiếp cho quý vị bà con hoặc mình một cái màu đây là tăm nhá, tăm này là tăm xỉa răng y tế cho em. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Cái màu này thì mình xỉa răng không bị to răng này, không bị rồng chân răng này, và không bị ảnh hưởng viêm lời quý vị nhá, cực vip luôn. Đấy, tăm y tế nhá, một hộp như vậy gồm có 50 cái này, một hộp như vậy 50 cái, và em sẽ hôm nay sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, bác nào mua combo 3 cái như này em sẽ sell mình 25.000, còn mua lại một hộp như này 10.000 quý vị nhá, với giá chỉ có 10.000 thôi, rất chi là rẻ. Hôm nay cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái sản phẩm, đây là hàng dây điện quý vị nhé. Đây là cái mẫu dây điện cực kỳ là xịn sò luôn cho quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đây cái mẫu dây điện này thì nó là xuất xứ của nó là hàng của Tachi quý vị nhé, hàng Tachi. Đây, hàng Tachi này, hàng của Made in Japan quý vị nhé, hàng cực kỳ ngon luôn ấy, cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt thì cái thông số nó có in trên này luôn nhé, nó in thông số trên này luôn này. Đấy, công suất của nó quý vị nhé, đây 10 đến 16A nhé, và 250V. Đấy, và mắc của nó là 5.500W nhá. Cái dây này nó sẽ chịu tải cho mình được là 5.500W quý vị nhá. Đấy là tối đa, và từ 10 đến 16 ampere là ok cho quý vị bà con của bác mình về sử dụng nhá. Rồi đặc biệt cái màu này là nó là ổ cắm đúc nhá, đúc luôn, đúc nguyên khối luôn quý vị nhá. Đây, và ổ cắm thì mình có thể tròn hay là dẹp gì mình cũng cắm được hết, gồm có 4 ổ cắm, hay ổ cắm 3 cũng được luôn nhá. Rồi, gồm có cả ổ cắm này, cả dây điện này, cả phích cắm theo kèm. Thì một cuộn như này dài 30 mét em sẽ sell cho quý bà con của bác mình về dùng với giá chỉ có 140.000 nhá. 140.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em. Đấy, về cực kỳ là nhiều luôn cho quý vị bà con của bác mình. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sản phẩm nhá. Đây là một cái sản phẩm mà cao cấp và xịn sò. Đây, hàng cực chất cho quý anh chị em bà con của bác mình hay bị đau mỏi xương khớp này, bị phong thấp này, hay là bị phong mà hay ngứa, thì mình bầu các cái để cho các nó gom các cái máu đục nó tù lại ấy, để mình chích ra ấy, thì mình sử dụng ngay cái một cái bộ bầu này nhá. Đây là một cái bộ bầu gồm có 20 món chi tiết này, lớn bé đầy đủ nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi. Đây, nhìn thấy chưa? Rồi, đầu bầu nhá, 24 đầu bầu như này, có đầy đủ súng hít nhá, súng hít cho em này, và tăng kèm này, dây dựng này, và nói chung là các cái đầu sơ cua theo kèm quý vị nhá, các đầu sơ cua theo kèm trong một cái túi như này. Rồi mình về sử dụng chỉ cần mình lắp vào, lắp vào như này thôi. Đấy, mình về lắp vào như này là mình dùng cực kỳ là đơn giản quý vị nhá. Đây, mình để như này là mình bơm nhá, mình bơm, mình nhấp hít là nó sẽ hít vào cho mình luôn, cực kỳ là ngon nhá. Hàng này cực kỳ cao cấp. Ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình đấy, một cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, 150.000 một bộ nhá, chỉ có 150.000 một bộ như này, gồm có 24 món chi tiết tặng, có kèm theo một súng này, và phụ kiện theo kèm đầy đủ cho quý anh chị em bà con hoặc mình dùng nhá.
Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nha. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một mẫu sản phẩm nha. Một cái vòi nước Rumani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhé, hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nha, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhé, không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây, mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhé, mình mở cái đầu nào ra. Còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nha. Mình sử dụng đấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhé, 50.000 một cái. Đây, hàng bao xịn sò, bao chất lượng như này. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhé. Đây là một cái mẫu cưa, cưa sắt, cưa cầm tay. Đấy, dài là 12 in nhé, 12 in là 30cm quý vị nhé. Và cái mẫu này mình có thể tăng theo ngực này. Đây có một ngực, đây là một ngực nữa nhé. Mình có thể tăng giảm ra, hay nhiều những cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhé. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này, lưỡi cưa, nếu như anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa, cưa gỗ, cưa cây ấy, mình phải cắt, mình đục hai lỗ, xong mình ráp vào mình sử dụng được ok nha. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này với một cái giá còn nó cực kỳ rẻ luôn, 30.000 một khung nhá, 30.000 một khung, lại có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nha, 30.000 quý vị nhá. Quý vị quan tâm thì alo cho em này. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành này, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cán màu trắng, trắng đỏ cho em này. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. Đây còn shop kho, còn shop kho, còn máy thùng á, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hay hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy chấn viền, đấy, máy tông đơ chấn viền nhá, cào râu, chấn viền, cắt tóc, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đấy, cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này. Pin này là pin sạc cho em, cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhá. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá. Công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi. Tắc nó nhưng mà cào râu, em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy, anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. Cào trọc, chấn viền, cắt tóc, cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá. 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì theo kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này. Dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt, hai cái cự để mình cắt tóc này. Ok chưa? Rồi quý vị bà con bạc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Cho nên cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ này, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin R1 ấy. Có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhé, tắt cho em nhé. Rồi, cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhé, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bạc trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Rồi quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay. Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm Ron. Đây là cái Ron này là Ron chiều nhiệt quý vị nhé, Ron chiều nhiệt. Đấy, và chiều áp lực cao cho em nhé. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà nó còn cái đầu bít để kín ấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy. Thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này. Và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi, ngày hôm nay ấy, em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá. 80.000, đấy, nó gồm có một hộp, đấy, 400
đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đây quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn. Phải nói chính xác là như vậy nhá, có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn. Hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tống Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. Quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa? Rồi, đây là mẫu ánh sáng vàng quý vị nhá, và đây là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy một cái giá quá hời luôn nhá. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này. Đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thị ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em xin cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp, CRV này siêu xịn sò luôn nhá. Rồi quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRV Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Để giải chiến cho cái mùa hè nóng nực nhá. Rồi, và khi những cái thời tiết những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhá. Đây với một cái sản dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhá, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhá, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này lồng bằng sắt em nhé, là lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhá, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, này xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi những cái đời trước nó chưa cải tiến nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000. Máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bà mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhá, kéo SK5. Đây hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhá. Đây là cái màu kéo SK5 này, đây, hàng Japan nhá. Hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng cáng nhôm đúc nhá, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hay hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình, nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi nhá. Màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000, còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000, mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Hôm nay tiếp cho tôi thì quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Đây là mẫu T. T này là hàng bắt cao cấp quý vị ơi. À cực kỳ ngon nhá. Rồi T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhé, T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20 cái 20.000 nhé, 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy, T8, T10 nhé, T8 này, T10 hàng cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15
thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhá, mỗi cái là 25.000 này. Đấy, T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm về các cái màu T thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con của bác mình về dùng nhá. Đây, hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con quạt mình về dùng nha. Rồi, một cái đầu nối nhanh như này, hay một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi, hai sợi thì tùy ý mình nhá. 3 4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiện lợi, nhanh chóng nhá. Rồi, chỉ một đầu thì có 2.000 thôi. À, một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh. Đấy, dây điện cực kỳ ok luôn. Đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhé, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi, mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết, quý bà con của bà mình quan tâm thì alo nhá. Rồi, về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá, là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Rồi, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sale trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi, con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Đấy, tên gọi của nó là Hắc Long, như cân đào Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng nha em nhá. Nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá. Rồi, cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Đấy, một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhé, với chỉ có 65.000 một cây này. Đây giờ có bọc nhựa, bọc da nhé, bọc da bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này, mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá, với mẫu dao Hắc Long này nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm đấy là cái lưỡi nhá. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi, một cái lưỡi hàng nhập xịn sò luôn nhá, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nhá. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cười, cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con quạt mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay, thay vào, bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhé. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60g nhé. Rồi, nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhé. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, inox là gì cũng sáng được hết. Gạch men, gạch đầu, cái dán cực kỳ là ngon nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhé. Rồi thì 25.000 một tiếp nhá. Đấy, 25.000. Quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, mà còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mát như chẳng hạn như mình bỏ trong bao bóng nhá, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng ok nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Hãy Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình. Rồi, chỉ 10.000 nhá, 10.000, 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này. Hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao VIP, bao xịn sò. Rồi,
hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhé, số lượng thì bao la, anh nào xỉ lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chứ dứa luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác ca, giác sao, giác bông, giác bi, đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, à, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy, là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Đấy, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thẹp CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bảy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn, siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy, chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông nha em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhá. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy, em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá. Đây, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi. Giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này. Đấy, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi, bác nào cắt lông bụi cũng cắt được luôn, tỉa lông bụi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi. Đấy, hàng này là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. Thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá. Thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, chống vỡ này. Cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá. 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em liên tiếp cái màu sản phẩm mà tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái màu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái màu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rùng và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là
190.000 nhé. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con và bà cần quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên theo cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đấy, với cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sale cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em lên theo cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi, siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con quạt mình. Hãy tặng kèm theo một cái massage mini nhé. Rồi massage mini ở đây. Rồi quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Tấn Phúc liên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhé. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhé, rùa mini. Đấy gồm có 5 cây hàng Kabushi nhé, hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhé. Hàng Nhật Kabushi nhé, đấy bao VIP luôn. Đấy mình về mình dùa, đặc biệt là dùa để dùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây dùa lưỡi cưa xích này, đấy là dùa cưa, dùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn dùa gì thì dùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá, cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sale cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây. Đấy, gồm có mũi khoang này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Đấy, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn, mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhé, và các đầu nối theo kèm các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 450.000 thôi, 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này, mài khuôn, mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con và cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nha. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nha. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nha. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini, đèn siêu sáng nó có nhiều, có thể rọi xa này nha. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nha. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nha. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhé, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhé, nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi, có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi, này xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhé. 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt. Giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt. Đấy, cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn. Hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá.
Rồi, đấy có nắp đầy như này, và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tải nước ok. Còn thường thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dạng vai gãy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gãy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dạng nhá. Đây là cao dạng vai gãy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dạng. Dạng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao, và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con bạc mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhé, 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái màu búa lùn cho quý vị nhé. Đấy, ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng năm sao nhá, búa lùn của Nhật cực kỳ là đạo luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhé. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này với giá chỉ có 38.000 nhá, 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá, cực là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá, nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nhá quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nhá. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái màu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái màu kìm mỏ quà hàng Nhật cực là xịn sò luôn. Đấy, đây là màu này là màu lớn nhá, màu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái màu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính của mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái màu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Đấy, hàng này hàng Nhật bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này. Cực kỳ là xịn sò luôn nhé. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái màu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái màu sản phẩm là một cái màu đế nhá. Đây là cái màu đế để mình khoan bàn. Đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Rồi, sau đó là mình có thể khoan, đấy, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhá, cực kỳ là đẹp và xịn sò như này, nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá, giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá.
Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng, hút dầu, chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con các bác mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói của gì nhé. Đây, đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé. Như chặt xương, chặt đồ các kiểu, chặt cành cây. Đấy, đi rừng, đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây, đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đấy, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đấy, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Đấy, quý vị, bà con, bác, anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Đây, một cái mẫu Zippo, đây, hàng bao đẹp luôn, bao nó như bao xanh điều nhé, dành cho những anh hay hút thuốc này, đây, hoặc là chơi hộp quẹt này nhé. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhé, có đầy đủ như này. Đấy, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhé, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Rồi, tiếp theo quý vị nhá. Hay chiều chiều mình là nhớ chiều chiều này, hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn nhá, kim điện 220 quý vị nhá, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dặn hơn. Đấy, bằng còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ các chân đầy đủ như này, có khăn có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi, em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nha. Rồi, mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nha. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bà anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này. Hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nha. Rồi, đấy, hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhé quý vị nhé. Đấy, đó ngức khẳng trên này rồi và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhé. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 quý vị nhé. Đấy, anh chị em bà con của mình ấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo lên cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhé, cực kỳ xịn sò luôn. Mẫu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đạt luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý với giá chỉ có một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp, một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đây là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Ở đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá, và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái mẫu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha.
với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này, đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đấy nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Thế nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan cạp xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái mẫu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái mẫu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg cho em nhá. Cân được 10 kg này. À, bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi và có tặng kèm theo một cái hai quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con của bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiện lợi và gọn nhẹ nhá. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm hai ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá. 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có ba chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Ôi, làm trong lô trong đồ cả kiểu đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. À, tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm x 36 đấy. Cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hay thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. À, ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. À, một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn. Em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé. Một cộp là 50.000 nhá. Một cộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây, bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa
siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bãi nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo Nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đấy, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dày dặn và xịn sò luôn. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhớ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân, đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ sắc nét nhá. Rồi, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc vào đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chịu được nước nhá. Mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá. Mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây, quý vị nhìn thấy chưa? Đây, em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá. Không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng không sao hết nhá. Vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá. Rồi móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rồi móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của mình, với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá, 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo hôm nay em có về một cái lô sản phẩm, đấy là cái thùng đồ nghề cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, đó có 3 size nhá, 3 size cho toàn thể ai có nhu cầu đến cái mẫu lớn thì có lớn, có bé nhá. Đây, đầu tiên đây là cái mẫu bé này. Mẫu bé thì cái đường kính của nó quý vị ơi, đây là 35 nhá, 35 chiều dài nhá, và chiều rộng thì nó là 15 cho em này. Đấy, chiều rộng này nhá. Rồi, và cái thùng thứ hai đó là thùng 40 này, 40 là đó sẽ trông cho em này. Và thùng bự là nó là 42 nhá, 42 45 gì đây, 45 này nhá. Rồi,
Đấy, thì giá của mỗi thùng thì cái này là 150.000 nhá. Đấy, thùng bé nhất là 150.000. Còn thùng vừa thì nó là 220 nhá, thùng vừa 220 cho em. Và thùng bự nhất là 250 nhá, thùng bự nhất 250 cho em này. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá.